Chúng ta có thể thấy là theo kèm Kecho Backley khó như nào. Một cầu thủ vừa có thể hình vừa có tốc độ. Và vừa rồi là một điểm cho Kecho Backley sau tình huống ném phạt rất ngọt ngào. Và một điểm tiếp theo cho Kecho Backley. Chỉ số hiện tại có vẻ như Hồ Chí Minh City Wing cũng đã có một cách nhập cuộc rất chủ động. 3 điểm tính và một pha 3 điểm rất ngọt ngào của Dư Minh An. Người đã dẫn điểm trong nửa thời gian thi đấu đầu tiên của hiệp 1. Đường chuyền của Dư Minh An cho Hassan Thomas có khoảng trống cho Võ Kim Bảng. Và bây giờ là Hassan Thomas ném 3 điểm. 3 điểm cho Hassan Thomas. Các tay ném của Sài Gòn Heat cũng đang có. Và khi Ami William đã di chuyển ra vòng ngoài thì không còn cầu thủ nào của City Wing để tranh rebound. Vẫn còn, đó là pha bù rổ tốt của Hassan Thomas. Bây giờ thì sẽ công rổ nhưng cả hai đều không qua được vị trí của Ami William. Bây giờ là tình huống tấn công của cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Và được trả lại cho Văn Sinh Nguyễn. Và tình huống xuất sang Dương Minh An. Block thành công, đó là pha block của Nguyễn Hình Phú Vinh. Một trong những đội binh có thể hình ấn tượng nhất của VBA. Lên rổ trước mặt Phú Vinh hoàn toàn không phải là một điều gì đơn giản. Nhất là Phú Vinh cũng đã có kinh nghiệm rất nhiều khi đối diện với Hồ Chí Minh City Wing. Và trong khi chúng ta còn đang xem lại tình huống trước đó thì Hồ Chí Minh City Wing đã có một pha cướp bóng và ghi điểm rất nhanh. Lê Quang. Đường chuyền rất cao hướng tới vị trí của Kecho Backley, người đang có một mismatch nhưng anh quyết định chuyền cho Hassan Thomas. Vẫn còn, và đó là Kecho Backley. Offensive rebound và sau đó là 2 điểm cho Kecho Backley. Một cú ném nhanh, rất chính xác. Đó là pha Kecho Backley. Một pha yểm trợ. Bảo Tú đã có bóng, Lê Quang. Một pha ném 3 điểm, rất thành công của Lê Quang. 3 điểm tính cho Sài Gòn Heat. Amir William, bóng trong tay của Vincent. Vincent đột phá, không có đồng đội nào để Vincent có thể chuyền được quả bóng này. Hassan. Đây sẽ là cơ hội cho Hassan, 2 điểm cho Hassan. Cầu thủ Sài Gòn Heat của Hồ Chí Minh City Wing đều đã ghi điểm. Và có lẽ ở những phút sắp tới thì Vincent Nguyễn cũng sẽ cần tự tin hơn trong việc chuyền bóng cho đồng đội của mình. Một cú 3 điểm của Sài Gòn Heat, tỷ số là 24-23. Và rồi là pha ném bóng của Anthony Samberg. Ngay lập tức thì Hồ Chí Minh City Wing đã phải gọi hội ý. Khi mà chuỗi lên điểm của Sài Gòn Heat đang vô cùng hưng phấn. Và dù không có Văn Sinh Nguyễn thì người đang cầm bóng cho Hồ Chí Minh City Wing là Hải Đăng. Amir William. Hiện tại đột phá. Đường chuyền. Có thêm một block cho Phú Vinh. Chúng ta có thể thấy một tình huống hơi non nớt của một cầu thủ trẻ của Hồ Chí Minh City Wing. Cao Đắc Luận trước Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Quyết định ném của Hassan Thomas. Vừa rồi là tình huống Hassan Thomas hơi thiếu quan sát khi mà đồng đội của anh là Võ Kim Bản đã xin bóng từ rất lâu. Võ Kim Bản vẫn đang đứng một mình một góc. Vẫn là cầu thủ Sài Gòn Heat và cuối cùng thì họ cũng có điểm. Ngay lập tức. Và đây lại là Kecho Backley. Có khoảng trống cho Phú Vinh để ném vào. 3 điểm của Phú Vinh. Một cú ném sọt rổ của Nguyễn Đình Phú Vinh khi mà Kecho Backley đã tạo cho Phú Vinh một cơ hội quá thuận lợi. Sài Gòn Heat dẫn 31-25. Và rõ ràng bây giờ thì vấn đề tổn thất nhân sự của Hồ Chí Minh City Wing đã được bộc lộ. Vinh. Bóng được chuyển trả ra cho Kecho Backley. Phú Vinh được vào 3 điểm của mình và 3 điểm tính cho Nguyễn Đình Phú Vinh. Amir William. Kecho Backley. Thành thái chung phải theo kèm một cầu thủ rất khó chịu như Backley. Hassan tiếp tục thử sức với vạch 3 điểm và 3 điểm tính cho Hassan Thomas. Ở trong hay bóng thuộc quyền kiểm soát của Sài Gòn Heat, Kecho Backley.
Hassan. 3 điểm tính cho San Tomas. Pha đối tốt trong hai hiệp đấu đầu tiên, nhưng việc duy trì được thể lực cũng như là sự hiệu quả xuyên suốt 4 hiệp sẽ là tương đối khó khăn. Dương Minh An, Dương Minh An đang gọi bài với các đồng đội của mình. Họ được đưa cho Phú Bình. Cái cho Buckley cũng đang di chuyển ở khu vực low post. Dương Minh An cách anh sút. Tiếp tục có 3 điểm. Và Saigon Heat đang cách cho Buckley. Và bây giờ là phản công cho các thủ Saigon Heat. Kecho Buckley rất mạnh. Và cao thủ Saigon Heat muốn đó phải là một tình huống end one. Chúng ta sẽ cùng chờ quyết định của trọng tài. Như vậy là end one cho Kecho Buckley. 2 điểm tính và Buckley sẽ được hưởng thêm một pha ném phạt. Rất mạnh mẽ đến từ vị trí của cầu thủ mang số áo 2. Kecho Buckley. Đường chuyền của Trung Minh An dành cho Kecho Buckley. Kecho Buckley vẫn chưa ném. Người đang theo kẻ manh là Tân Hải Đăng. Giờ là 2-1, khoảng trống được mở ra cho Dương Minh An. Và lại là Dương Minh An. Quá tinh tay. Khi mà Dương Minh An hay Hassan Tomas có được những vị trí thoải mái thì họ đang ném không biết trượt ở hiệp đấu thứ 3. Ông Eric Olsen đã buộc phải gọi hội ý khi mà tỷ số đã là 51-35. Một chuỗi run điểm quá ấn tượng của Saigon Heat. Và nếu như không có phương án nào để có thể kìm được các họng pháo của... Đó cũng là một tình huống inbound khá hay của cao thủ trên City Wing, nhưng họ vẫn cần thêm sự chính xác. Kecho Buckley có khoảng trống. Và Kecho Buckley trống thì anh cũng sẽ ném ba. Rất khó để có thể kèm được Kecho Buckley. Và hai điểm tính cho Kecho Buckley. Có để khích lệ tinh thần cho Hồ Chí Minh City Wing. Và bây giờ là Hassan Tomas. Tiếp tục là Hassan Tomas. Đúng là ném không biết trượt. Và nếu đối thủ vẫn chỉ là một pha ghi 2 điểm thôi. Và nếu như Saigon Heat cứ ghi 3 điểm như thế này thì không biết phải đỡ thế nào. Hassan Tomas. Hay của Buckley. Iso. Hassan rất trông trải. 3 điểm tính cho Hassan Tomas. 3 điểm thành công chính là Kecho Buckley. Điểm trợ đến từ Hassan. Anthony Sambok. Buzzer beater. Và đã có một pha buzzer beater của Anthony Sambok. Vâng, huấn luyện viên Mark Van Pelt không thể giấu được một nụ cười. Một trận đấu mà cao thủ Saigon Heat đang bỏ xa Hồ Chí Minh City Wing, nhưng họ vẫn có những khoảnh khắc để tạo nên sự bùng nổ, giống như cú ném này của Sambok, một tình huống buzzer beater. Heat thường xuyên thi đấu với số ngoại binh ít hơn so với những đối thủ của họ, nhưng đây sẽ là một trận đấu có vẻ khá hữu khi mà Saigon Heat. Kecho Buckley, Anthony Sambok, Hassan. And one cho Hassan. Và sẽ rất khó cho các cầu thủ nội binh có thể kèm Hassan. Chúng ta có thể thấy một pha phòng ngự có đến hai cục. Một pha ghi điểm không thành công nên rồi là hơi mạnh. Và tiếp tục là Kecho Buckley với tình huống second chance. Bàn sân đến từ vị trí của Hồ Chí Minh City Wing. Những thời điểm cuối cùng của trận đấu với cách biệt hai con số như thế này thì việc bắt một một toàn sân không có ý nghĩa nhiều. Võ Duy Linh. Kecho Buckley lại rebound được bóng. Và hai điểm tiếp theo thì lầm. Nhưng về Saigon Heat. Duy Linh. Hai điểm tính.